Cháu chào các ông các bà. Hôm nay đi về làm gì nhỉ? Về nhà rồi. Về nhà và là hôm nay là lấy một tí kẹt xe ô tô về làm cái bếp thì mượn được nem nung cho một cái can đây về xách nước quát nước về cao cắt làm cái bếp. Ở đâu xin mến chào quý cô bác và anh chị thân mến, hôm nay lại đưa anh máy về để đi xem anh em mang vật liệu vào để xây cái bếp các bác ạ. Thì cái bếp là được xã hỗ trợ 20 triệu. Thì hiện tại là còn cái bếp chưa xây nên là anh máy phải về để xem xây cái bếp. Từ mấy hôm trước thì anh máy cũng đi cùng An Đông thì cũng rất là vui. Thì từ hôm nay trở đi thì sẽ anh máy sẽ ở nhà để đi vác nước về để làm cái bếp. Vâng. Phong nói chào chứ nhỉ? Trước hồ cho ra nước chúc lấy cho 8 triệu rồi, còn 12 triệu. Và là con làm cái bếp thì không cho hết. Thì còn mấy bây giờ còn 22 triệu thôi. Nào đi nào. Thì gọi là cố gắng làm cho cái bếp thì mới lấy cho hết. Nào. Làm bếp xong con lấy vợ không? Chắc làm xong thì lấy đấy. Làm xong thì kiếm được thì lấy đấy. Lấy vừa rồi mới biết làm ăn à? Hôm nay đến thì mua cho một cân mốt thịt nữa. Chó này thì thôi thúc chuột rồi nhỉ. Phong hôm qua ngủ đâu Phong? Nhà ở gần nhau thế này. Phong. Vẫn sắp cắn, chó này ở gần nhau thế này vẫn sắp cắn. Gọi gà về xem nào, lớn chưa? Anh máy. Phong hôm qua. Gọi gà về xem nào. Gọi đi. Gà đi đâu rồi? Còn hai con ở trên kia. Trên kia, trên nhà kia. Hai con giống thôi. Mấy con là hai con mái với một con giống thôi. Thì một con cũng đang nửa ướp, đang nửa được hơn mười mấy ngày đấy. Rau mọc hoa hết rồi. Chuột lại cắn, sắp chết. Chết đi mà hai con rồi. Còn 90 con là thế nào đấy? 9 con là làm rau mọc hoa hết rồi. Già rồi. Lâu lắm rồi. Định xây cái bếp ở đâu? Xây bên này thôi. Hả? Bên này thôi. Cái này á? Nếu bên kia kẻ còn thừa nhiều thì còn thừa thì làm cái buồng ngủ ở bên kia. Chỗ ngủ ở bên kia thì bên này là làm bếp bên này. Đây chuyển cái chỗ ngủ cái giường đi bên kia. Là mình ở bên kia thì bên này là làm bếp bên này. Như này chứ. Cái chỗ hẹp lắm, không có tiền. Nếu có tiền thì cuốc lên nước cho nó rộng một tí nữa. Nó mới ở tháng một tí, con không có tiền rồi hết. Không có tiền nó mới làm sao. Nếu có tiền thì cho máy xúc, thuê máy xúc về cuốc lên trên kia nữa. Liệu 12 triệu có xây được cái bếp không? Thì chắc xây không chát nhỉ. 12 triệu thì chắc không đủ đấy. Không chát được đâu. Vừa còn không đủ ấy mà. Còn kẹt cung vừa xe không về đến nhà được, lên chỗ ghế gióc lắm nên không được nữa, chắc bốc dưới kia thì còn thuê người đi nhờ người về bốc nữa. Xong tiền ăn uống nữa, xong chắc là không đủ cái bếp đâu. Không chát được đâu. Chắc là còn không đủ đấy. Không chát được đâu. Xây lên được cái bếp thì tầm cứ người qua con trúng đầu thì chắc là được rồi, không chạm đầu thì được rồi. Ai đi vác nước? Vác là mua nước thì chắc đi vác thôi, không có xe nữa chắc là đi vác thôi. Đi vác thôi, lấy can đi vác thôi. Thì tiền chắc là không đủ, chắc không đủ cái bếp đâu, 12 triệu thì chắc là không đủ đâu. Thì cũng đi hơi nhiều tiền đấy, cũng không chát được nữa.
vừa là con không đủ cũng chát, con xuân sửa không đủ đấy. Hôm nay thì ông đi một mình nên là ông tự cầm máy quay các bác ạ, để cho anh máy đảo diễn nhỉ. Vâng. Thế bây giờ cứ đứng ở ngoài này à? Bây giờ vào nhà chứ, vào nhà chứ, đi nhà chứ. Đi vào này. Ừ, vào nhà, đi vào nhà. Cầm mũ về đi, cầm cả cái đấy đi. Cái can thì lấy cái sáng đây xin em nung, à, em nung nó cho. Ô, con chó nó lại về ngủ ở đây này. Chó nhà, hai nhà dưới kia mà. Ừ. Chó nhà, con đen đây là nhà, nhà bố, bố Chiến ấy. Con trắng kia là nhà bố Lương ấy. Ừ. Cái bát này được mấy tháng rồi? Bát này mấy ngày rồi đấy. Mấy ngày, mấy ngày đi đi theo em nung kia là không được ở nhà thì cũng được chán rồi, cũng được rửa xong ít nước nữa, ít nước, nước còn một tí thôi, ít nước nữa còn một tí thôi. Ôi giời, nước tí rửa sạch sẽ vào nhá. Ít nước nữa, chưa đi lấy nước nữa. Vâng vâng. Bẩn hết rồi đây này. Tí nữa mới đi lấy nước, nhục lắm. Nhục lắm à? Ừ. Đi vác nữa xong không có xe, nếu có xe thì chờ mấy lần một hai can thế này còn đỡ một tí, không có xe nữa. Cứ mỗi lần đi vác nước là nhục à? Mỗi lần đi vác nước xách một nửa can thôi, xách đầy cũng đau. Trước họ đánh đây qua cái sương sườn này sắp gãy rồi, bên sương sườn bên phải sắp gãy rồi. Bây giờ xách cắn nước đầy vẫn không được, xách một nửa can thôi. Rồi con băn game ngủ vẫn còn đau, thì làm cái gì cũng đau, không làm được à? Đau ra chỗ này. Họ đánh, trước họ đánh qua cái sương sườn sắp gãy rồi. Bùng bùn lương rồi còn gì nữa. Bây giờ về đến nhà thì như nào? Về đến nhà thì cũng không làm việc được cả. Cái đầu này cũng chưa khỏi. Chưa khỏi thì để chỗ nào, để đây này, để túi để đây này. Không, ai ngủ trong này? Được. Không muốn làm việc được nữa. Không làm việc được nữa. Anh máy ơi, ai ngủ trong này? Không, chăn thôi. Sao giống người ngủ đấy, sao làm biết đâu ai ngủ đấy? Không chăn thôi, nhưng mà giày về nó, giày về gấp vào thế nào, giày về gấp vào thôi, người à không chăn thôi, không có người đây đâu. Cái chăn này phải bỏ ra, cái màn này phải bỏ ra chứ, tối mới căng lại chứ. Trước đây nước đài cũng thấy khó lắm, ba đêm ngủ xong sáng đây gấp vào, buổi sáng lại gấp vào thấy thấy khó lắm. Xong cứ kẻ đi thế nào, kẻ như thế này thôi. Hai cái túi kia, túi gì đấy? Túi đằng sau kìa. Túi đe. Ừ. Túi quần áo. Hôm, sao lại? Hôm nọ lấy về mặc. Sao lại để ở đây? Lấy về mặc xong chưa được chuyển vội quá. Vậy đi đi, bảo là đi đi, đi xuống dưới kia, đi xuống xá. Đi, quay đi. Lại đây. Ừ. Đi, đi, đi. Đi, là đi, đi 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 theo em luôn kìa. Mấy hôm đi cùng em có không, có được chưa đây chuyển. Thì có nghĩ nhiều không? Muốn suy nghĩ mà. Nhưng mà không nghĩ nhiều như nhà đúng không? Đỡ hơn một tí. Đỡ hơn một tí à? Ừ. Từ ngày mà đi cùng anh ông thì anh máy anh bớt đi rất là nhiều, khi mà về đến nhà lại thấy người nó khác hẳn, không biết kiểu gì. Về đến nhà thì như nào? Về đến nhà thì quấn nghĩ suy nghĩ lắm, không làm việc được. Nghĩ thấy bực, ở trong bực khắc thấy bực lắm. nghĩ thấy bực thì... Thì cũng bực. Xin nói với các bác là cũng muốn là mua cho anh máy một con xe để anh máy anh đi. Các bác ở cái tiền của các bác rồi, rồi còn dư là hơn 37 triệu. Thì cũng muốn là mua một con xe tầm khoảng 5-6 triệu để cho anh máy đi các bác ạ. Để đi cùng cháu anh ông để cho đỡ nhục. Không có xe đi có nhục không? Nhục chứ. Không có xe đi tao đi đâu, thằng đi bộ cũng mệt lắm nữa. Thì cũng chán đi nữa, đi không được nữa. Ừ. Vừa chán vừa không có xe muốn đi nhưng mà đi không được à? Ừ. Không chán muốn đi không được à? Muốn đi không không có xe mà không có xe đi thì nhục lắm các bác ạ.
nhục thiệt mà, đâu cũng nhục, nhục thiệt đấy, không muốn làm ăn nữa có lúc à, buồn lắm mà, nghĩ bực lắm mà. Cũng có cơm ăn cũng nhục. Đang đang 12 triệu thì làm cũng là cái bếp đó nhỉ, anh Nhung nhỉ. Xe không có xe nữa, cơm ăn không có cơm ăn nữa, rồi không có xe đi nữa, nhục lắm bác ạ. Rồi xin xe, xin xách nước nữa, bác nước nữa, nhục lắm đấy. Hôm nay thì làm cái gì nhỉ? Hôm nay mà là xe lấy kẹt về, hôm nay về lấy kẹt về thì mới về nhà đổi, đi, đi nhờ mấy người về bóc kẹt xuống. Thì về nhà không làm được được mà, nghĩ bực lắm, không làm được được thật mà. Nước còn đi xác xem một quỷ đi, đi lấy quỷ, tìm lấy quỷ còn không được. Đi trong gió còn ngã, linh tinh chống mặt, rồi ngã nữa. Bắt luôn rồi không được. Định đi xác nước à? Vâng. Xác nước thì mệt thế, à, nhục lắm đấy. Nếu có xe, lấy xe đi chở một thai can thì nó đưa hơn một tí rồi, không mệt bao nhiêu rồi. Đi nào, đi để cho các bác đi xuống nước xem nguồn nước nào. Vâng. Đi hai cái bác hai can à? Lấy cái nắp đi, lấy cái nắp này đi. Cái can là ông ông cho các bác ạ, à. Ông lấy cái nắp cho. Can này. Can ai cho nhỉ? Can này sáng nay em nung cho mà. Em nung cho. Thế mà. Cái mũ ai cho nhỉ? Cái mũ quên nước, mũ cũng em nung cho mà. Lấy cái nắp vào cái này trước thì toàn xét. Một nửa can cũng rắc đây cũng muốn chắc được đâu còn đâu sương sườn trước đi nào, đấy đi nào. Bây giờ thì chắc đây vẫn không được. Bây giờ lấy được cái nắp, bây giờ xong lấy vác thì mà đỡ hơn, nó không đau bao nhiêu. Không vác vẫn đau. Cháu Đông xin phép được giới thiệu với các cô bác là cháu Đông có bán các sản phẩm ở cái gian hàng nhỏ bé của Đông. Thì đầu tiên là đây là cái nhâm trần các bác ạ, Đông thu gom được một ít về, còn đây đã thái rồi, còn đây là vẫn còn nguyên cây. Nếu các bác mua nguyên cây thì Đông cũng sẽ gửi nguyên cây. Còn tiếp đây là mật ong ngâm hoa đã đủ, một lọ này là 1 lít các bác ạ. Tiếp đây là một ong rừng, đây là một ong rừng. Tiếp đây là măng dối, đây là một túi măng dối, đây là 1 cân. Tiếp đây là măng mầm, đây là cũng 1 cân các bác ạ. Tiếp đây là ông có bán thêm cà gai leo, có công dụng là điều trị viêm gan B, vàng da, vàng mắt, kém ăn, mệt mỏi, ngăn chặn xơ gan, giải độc gan, hạ men gan, điều trị ung thư gan, gan nhiễm mỡ, lợi tiểu, chữa phù thủng. Cách dùng là đun 100g rửa sạch, cho vào ấm đun sôi 10 đến 15 phút uống hàng ngày. Tiếp đây là giảo cổ lam các bác ạ. Đây ông vừa mua được một ít về chưa kịp thái. Đây, đây chỗ này là chỉ có 3 cân thôi. 3 cân là 2 túi to đùng như này. Đây, đây vẫn còn nguyên cây. Nếu mà các bác có nhu cầu mua cả cây như này thì cháu nông sẽ gửi cả cây, cả dây như này để cho các bác về tự thái. Thì cái loại này là loại 7 lá chuẩn 100%. Tiếp đây là thìa canh hỗ trợ là điều trị tiểu đường. Tiếp đây là hoa đu đủ các bác ạ, đây là hoa đu đủ, một túi này là 5 lạng, 5 lạng được một túi rất là to. Đây ông cũng vừa thu gom về đây một túi này các bác.
một túi đây, phần cả túi này chưa đóng bao, vừa thu gom ở dân về đây, rất là khô, rất thơm các bác ạ. Đây, cây cổ máu có tác dụng là bổ máu sau sinh. Tất cả các mặt hàng anh ông bán là không có chất bảo quản các bác ạ. Với các mặt hàng cháu anh ông vừa giới thiệu với các bác thì cũng rất là mong là các bác ủng hộ kênh để kênh có kinh phí để đi lên xóm lên bản để giúp các hoàn cảnh nghèo ở vùng cao. Cháu anh ông xin cảm ơn các cô các bác đã ủng hộ gian hàng nhỏ bé của anh ông. Xin mời quý cô bác tiếp tục theo dõi video. Mình sẽ đưa các bác. Ôi giời ơi, đẹp mà xét ta. Hai bố con đi. Đẹp mà lắm là tóc là tà lý rồi ta cái mẹ. Thế là không là mẹ lấy tầm. Hai con chó này hôm nay giờ hơi sao nhỉ? Chó lại mấy đứa bác mấy hôm nó mới sủa đúng không? Nhà ở gần nhau đấy mà, nhưng mà nó vẫn nó không thích anh đúng không? Nó không nhớ mình. Người cũng thế, chó cũng thế, vừa là thuốc chuột vứt vào thì nó đi đò. Người ghét xong là chó cũng ghét à? Chắc là thế. Người ghét vào nhau rồi xong chó cũng là thuốc cũng thế. Chó lấy liều cắn anh thì thuốc chuột. Thuốc chuột rồi. Nhưng mà nó cũng cắn, cắn thì thuốc chuột đấy. Cái đường này bây giờ đi lại không biết đi xách nước rồi đấy, vướng cho cây này. Vướng xe cây dọc đường em, bây giờ xe chỉ chở nước được. Trước lấy xe chở à? Làm đoạn hòn hết đường đi xe nước. Trước lấy xe chở à? Cái nhà này thì anh cũng ghét lắm thật đấy. Ôi rồi đường rậm lắm, không ai phát cái rồi. Lấy về để trúng vào cổ voi này nữa. Đặt vào cổ voi, trúng vào cổ voi của anh rồi nữa. Từ cái đường trên kia thì đất của anh rồi mà. Của họ hết đất rồi, bên dưới hết đất rồi. Mẹ gần nhau có nhìn không thấy nữa, thế nào nữa anh bực lắm. Sao cứ về nhà lại thấy bực người là thế nào hả anh mày? Mai cho đi bực. Cùng em đi lại ở dưới kia đỡ phải bực nhỉ? Đi làm nhà ở dưới nhỉ? Làm nhà ở dưới thì cũng không có tiền đi làm không được nhỉ. Không có tiền là đi không được nhỉ. Cái voi này của ai? Voi này voi nhà bố lương ấy. Bố lương ấy. Voi phải bơm ở đây à? Nó phải bơm đây đi làm. Có nước nhà đâu? Hả? Có nước đâu? Nước đây. Nước là họ lấy đi bên dưới, họ lấy đi qua cái voi đi nhà dưới kia. Nhà dưới kia và hai nhà thì mấy nhà kia và ông gì nhỉ? Bố Hà ấy, bố Thon ấy. Ông Hà ấy. Nhà bố Luyến này. Cũng anh em nói mà. Anh em tờ bộ lương đây mà. Nó bảo là con sắp không cho uống nữa. Nhưng mà anh lấy lên xác lấy về vác đây cũng lo vác một can cũng không sửa đâu. Nó bảo con nước nó, nguồn nước nó. Không nó cho ăn nữa, nhưng mà là sắp không cho uống nữa. Nhưng mà nương của anh đến đây rồi. Từ cây anh trồng cây tre lên là đất ngồi khô. Xuống. Ừ. Nó chỉ một tí nước đây thôi, da nước da giáp bìa giáp trong nương của anh nhau. Từ đấy anh trồng cây đây, tre đây là nước đất của anh, cả cái chuối giường kia. Đây, từ cây tre này lên là đất của anh. Nó chỉ một tí nước đây thôi. Còn từ anh trồng cây lên thì từ dưới đường ô tô lên thì lên trên kia không cho nó đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Không nói cái chuyện đấy nữa. Bực lắm đấy. Nếu nó không cho uống đây không nói cái gì thì được. Nó bảo không cho uống thì lúc nào ở đây thật sự là rất là khó nước của bác ạ. Đấy thì vừa rồi cũng nói chiêu anh máy là nếu mà ai mua cái nền nhà thì sẽ bán đi xong là đi xuống dưới kia để mua mảnh đất trước đây một đám ruộng. Lúc mà đưa bó cừ đi xem các bác ạ. Đi xem cái mảnh đấy. Nếu mà anh máy bán được ở đây được tầm khoảng 70-80 triệu thì chuyển sang bên đấy mua ở bên đấy để cho hai bố con về sau này phong làm ruộng nữa.
cũng nói thật các bác là hai bố con thì hiện tại là không có đất đai, có đất không, có ruộng không? Không có ruộng đâu, không có ruộng đâu, mưa mà như ngô vẫn không có. Nhưng có một tí ở vùng cũng ở nhà đây trên này, trên đường ô tô đấy, một tí cũng bây giờ vợ chạy hết rồi cũng không lại bò rồi, không mấy năm nay không làm được, cũng lên cây rồi, lên cây rồi. Bây giờ nếu kiếm được vừa thì cũng phát lại làm lại cũng cũng được, nhưng mà vừa cũng chưa kiếm được vừa nữa. Thì làm năm mới kiếm được nhỉ? Vừa chạy rồi nữa thì vẫn ở đấy, chưa làm được. Làm năm mới kiếm được nhỉ? Lên cây một cây, lên cây rồi đấy. Hả? Hả? Làm năm mới kiếm được? Bây giờ á, bây giờ thì cố gắng kiếm nào làm cái bếp xong, kiếm nào cố gắng nếu khỏi đi làm thuê. Thì làm thuê mới kiếm, hay là nếu không khỏi không làm thuê được là cứ ở thế này thôi, hai bố con ở thế này, khi nào kiếm được thì thấy tốt lắm. Khi nào mới tiến kiếm được thì mới làm ăn. Khi nào kiếm được thì nhưng mà anh không nuôi lợn, không nước đây lấy ra đi, không lợn không nuôi cái gì thì lâu lâu về lấy một can nó, bây giờ không vẫn nó mình không thấy cái gì, mình không nói cái gì đấy mà... Ở đây không có nước thì em bảo bán cái mảnh đất kia đi, không là xuống cái kia để lấy nước đi, cũng xuống cái kia để sống có nước đàng hoàng, ở đàng hoàng đỡ phải gánh vác, có điện nữa. Đây bây giờ nếu có tiền thì mua một cái máy cũng hút được, lâu lâu hút, ban đêm hút. Nó bảo là không đủ ăn, không đủ ăn nó mới không cho hút. Thì nhà bộ lương này hút là nó là anh em nó, anh em nó là nó cho, như anh chắc nó không cho hút được. Nó như anh là nó không cho hút được. Vài về vác đây là lâu một ca này thì chắc nó vẫn cho. Nhưng mà thì hút nó chắc nó không cho đấy. Nhưng mà bây giờ không có máy nữa. Ở vùng cao thật sự là rất là khó khăn về nước các bác ạ. Thế mới ai mới nhục nhỉ. Nếu khi nào tìm được chỗ nào tốt tốt thì... hay là đi ở chỗ đấy cũng được. Nhưng mà chỗ này là đi chỗ... đi ở chỗ khác là... cái nhà mình ở lâu thế này nhỉ, lại không có lúc này không muốn đi. Cái nhà phải ở trước họ lâu lắm rồi. Hai nghìn đấy chứ, 2002 rồi, ở đây rồi mình phải đi chứ, đi không có đất nước thì phải đi chứ. Ngoan nhang đi, khi nào nếu khi nào tìm được chỗ ruộng đâu bằng chỗ nào tốt tốt thì dọn một tí, thì có ruộng làm thì có nước nữa thì chắc đi cũng được. Có, chuyển đi cũng được, có nước có ruộng to luôn. Đi ở chỗ đấy cũng được. Thì phải bán... bán ở đây. Bán cái nền nhà đi đây nhỉ. Cái nền nhà cũ. Bên dưới nhà kia. Kia là cái nền nhà cũ. Trước cháy kia. Nào đi nào. Bây giờ bán kia không có ai mua nữa. Ai mua cũng họ cũng cho rẻ lắm mà bây giờ à. Hỏi đi. Trước thì thôi họ cho đất. Đi, còn đi Trung Quốc được kìa. Họ cho đắt một tí. Nhưng mà bây giờ thì họ chắc cho rẻ lắm rồi. Bây giờ họ cho không đến 100 triệu rồi. Chắc là tầm 5-60 triệu thế thôi. Cho à... cho... tầm 100 triệu. Bây giờ họ đi làm thuê cũng được rồi. Đi làm thuê Trung Quốc không được rồi, họ không cho thì đây bằng này tầm... cho tiền 5-60 triệu thôi, 5-60 triệu thôi, 6-70 triệu thế thôi. Nó giả cả tiền lúc giả bằng lúc mình thuê họ làm cái đào kia thôi. Cho bằng này lại vượt lúa đó, nếu nghĩ lúa là không bán nó. Em nhìn thấy gì nữa, em nhìn thấy
sắp không có đường đi vác nước rồi. Vướng hết đường ô tô rồi. Vướng hết đường đi xách nước rồi nữa. Sắp không có đường đi xách nước rồi nữa. Thế mới anh bực này. Cô anh từ trùng quả voi lên cái đường đi xách nước lên dưới đi. Ôi dồi. Vác cũng xa bao nhiêu lắm nhưng mà lên dốc cũng mệt lắm. Vác nước thì mệt lắm. Tầm gần 200 mét thế. Nhưng mà thì vác lên dốc thì thấy mệt lắm. Nước phải ít nữa. Nước thì về ít nữa. Anh nói thật là anh nói nhìn thấy cái địa điểm này anh một tí ghét thật. Không phải đùa thật. Không phải nói đùa thật. Anh nhìn cái địa điểm này anh một tí ghét thật. Không phải đùa đâu. Nó ra một ca nữa không? Thôi, mệt lắm rồi, một ca rồi. Đi nữa nếu hết thì... Một ngày vác mấy can? Hôm nay mới đi lấy. Một ngày vác một can à? Không nuôi cái gì, không có lườn, không nuôi cái gì thì... Nấu cơm không thì mỗi ngày một can. Ôi giời. Mỗi ngày một can. Cá tắm à? Ừ. Tắm nữa thì không đủ. Tắm ở vâng. Tắm nữa cũng lấy vào siêu. Xong giờ thế thôi. Không ít nước quá. Bây giờ ok thì tối thì cũng rét lắm. Cũng rét là ok là rét lắm. Không để lấy bát về rửa đi. Bẩn lắm rồi. Đi. Vâng. Sống bẩn này làm sao mà được? Không có nước không biết làm sao rồi. Ít nước quá thì không đi giặt được. Không đi tắm rửa được. Lấy nước vào lấy vào cho nó ngâm một tí cho nó ra ngâm một tí mới rửa còn thì nó ra cái chờ bây giờ luôn thì nó không ra được nó cứng lắm rồi ai bảo không rửa lâu ngày không rửa nó chả thế lâu ngày nó trong có thì cơm mùi cứ dồn vào đi ra ngoài đổ nước vào vâng. Bẩn lắm rồi đấy nhá. Mấy ngày rồi từ rồi. Hay là một tháng rồi. Từ tháng trước em lên thấy như thế rồi. Chắc là gần tháng rồi thế nào á. Hay là hơn tháng rồi thôi mà. Chết rồi. Ông ít nước nữa mấy ngày mới bữa giờ một cái như ông bà kia thôi rồi. Ông bà 80 tuổi kia thôi rồi. Giống như bà 80 tuổi rồi còn hơn. Như bà kia thôi rồi. Còn hơn bà 80 tuổi rồi. Bữa nít rồi. Lâu lắm thì không rửa rồi. Thế rồi. Mấy bữa rửa một cái không có nước. Trong đi xách mệt lắm, đi sắc xa mệt. Đấy cái bát to nữa kìa. Cái bát to trên mang xuống. Bát này... Vứt đi. Lấy đi đủ đó. Để một cái... Bẩn lắm rồi. Lâu lắm rồi. Thêm một bát... một tí cái gì? Dâu gì? Mang cả chậu đi xong đổ. Mang cái chảo đi rửa nữa. Dầu nguội. Một can nước này không rửa được hết cái đống bát đấy đâu. Đi không hết đâu. Đi một nửa thôi. Đi không một nửa thì không sạch đâu. Không sạch không là thế thôi. Ăn bẩn à? Ăn bẩn thì làm sao? Mà bảo là ăn bẩn xuống lâu. Cái sau tuốt lúa nhưng mà lại không phải thế đâu á. Ăn bẩn thì không phải xuống lâu đâu á. Ăn bẩn chắc là bệnh. Bệnh đấy, ăn bẩn bệnh đấy. Ăn bẩn xuống lâu cái sao tốt lỗ họ dối, người khôn rồi, dối người nghèo thôi, dối người ngu thôi. Phải ăn sạch, bát sạch, nhà sạch thì mát, bát sạch mới ngon cơm, thế. Đổ cái tí nước đấy mà sạch được à? Đổ hết đi. Thế.
Rửa hai lần, thì lấy sơn lai vào nữa, lấy vào rửa xong tráng một lần nữa, rửa hai lần. Lấy ba lần. Ngâm một tí nữa. Ngâm một em để một tí nữa mới ra được. Bây giờ cái cơm nguội kia lâu lắm, nó cứng lắm. Rửa luôn bây giờ thế nó không biết ra như được. Thế mà sao không rửa? Không rửa được. Sao là không rửa được? Không rửa được rồi. Đâu... Mang cái chảo đi ra rửa. Ăn sao của bộ hôm phong phong là mang cái chảo ra rửa nốt đi. Bẩn lắm rồi. Sao của bộ hôm? Cái gì đây? À, con sáng hôm qua đi con mấy miếng thịt. Ôi mang đi vứt đi, bẩn lắm rồi, để ở đấy con mèo chui đi chui về rồi. Con ăn được chứ? Mang đi vứt đi. Để mấy ngày rồi. Chết dở rồi. À, lại giờ ăn con ăn được á? Ăn như thế tí đau bụng đấy. Cho con chó nó ăn đi. Để mấy hôm không đậy vung rồi còn đòi ăn nữa. Sáng hôm qua thôi. Sáng hôm qua nhưng mà anh để như thế mèo trèo đi trèo về rồi. Sáng hôm qua đi sớm rồi. Vung thì không đậy. Cái chảo bẩn lắm rồi nhá. Chảo thì nó lấy sơn lai vào rửa. Lấy cái gì? Cái chảo cũng lâu lắm. Úi dồi, đổ nhiều thế. Lâu lắm không rửa rồi. Lâu lắm không rửa thì lấy bao nhiêu một tí nữa mới ra. Bắt đây luôn. Cả cái chảo này luôn. Lâu lắm không rửa rồi. Cả tháng trời không rửa rồi, nó chả bẩn. Ai làm thế bao giờ nhỉ? Chắc là gần tháng rồi. Hay là hơn tháng thì rồi mà. Rửa một cái mới bữa rửa một cái thôi, rửa một cái thì cho nó lâu mới rửa một lần. Trời mưa về có nước mới rửa được, nhưng mà thế với rửa một lần nên lâu rửa một cái. Xong thấy trời mưa về thì có nước mới rửa. Thế mới lâu lắm mới bẩn thế này. Rẻ đâu? Đây đây. Không lấy cái đấy. Rẻ đâu? Cái đấy không phải là cái rẻ đâu, cái đấy để cạo cái chảo thôi. Để cho chảo đi, để lấy rẻ về. Cái lại ở trong đây. Rửa mấy lần? Rửa hai lần thôi. Hai lần bẩn lắm. Hai lần... Ba lần. Hai lần cũng được rồi. Ba lần mới sạch. Làm trên này rửa một lần chân tay thì lại tráng một lần nữa là chắc được rồi. Hai lần chắc cũng được rồi, sạch rồi. Nếu ít nước quá, nếu không có nước, nếu có nước nhiều thì nhờ hai ba lần thì nó sạch. Ông còn bé tuổi nên là cũng không có việc nên là không biết làm quá. Rửa bát rửa giếc thì được, nhưng mà bố Phong lại tự làm, với lại không biết dạy con nữa. Đấy, từ bé như này mà không có Phong, ai dạy dỗ để làm việc. Phong chưa biết rửa bát đâu, chưa biết giặt quần áo nữa. Con chưa biết giặt quần áo, chưa biết rửa bát, chưa biết nấu cơm đâu. Ai bảo anh không bảo? Cũng nó cũng chưa biết, giờ không thấy sạch. Anh phải sạch bảo chứ. Anh không bảo thì con sau này con lớn làm sao con biết làm. Nhưng mà bảo nó vẫn rửa không thấy sạch thế nào. Lâu lâu đang rửa một lần thế này. Không thấy nó cũng bây giờ không thấy sạch thế nào. Khi nào chỉ kiếm được chỗ nào tốt thì
có ruộng, có nương ngô thì có nước nữa thì chắc để chuyển thế đấy. Thì chỗ này ở nhung lắm. Mấy ngày nữa nếu làm cái bếp thì anh còn lo vác nước. Tí nữa ai đến hộ bao gạch? Cũng biết nữa. Đấy, một mình không bóc à? Một mình không bóc không được đâu. Thế phải nhờ chứ. Nó chảy đi số điện. Thế là nhờ ai? À, không có điện nữa. À, thì như chắc đi nhờ mấy người. Đi nhờ ai? Đi nhờ mấy người. Chắc ai nào ở nhà thì đi nhờ mấy người. Nhờ anh người ta làm anh không đi giúp, bây giờ đi nhờ ai? Ai nào ở nhà thì nó cũng ghét nhau, thì không ghét nhau thì họ không ghét thì nhờ nhà đấy. Mấy người.